streets of the town, looking for a lover. I'm praying you to stay, to keep the promise you made. Can't you see it, baby? It's a part of the game. And every time that you say no, you got me going crazy. I'm going out my mind, I'll do what you want me to do. I'ma be a tune, baby, just push me through. Quý chương gửi đến tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc tối nay ngày hôm nay. Xin lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Gia đình Lê Quang Minh, vợ chồng Lê Quang Minh có sinh một đứa con đầu đời. Gia đình đặt tên cháu là Lê Minh Khôi. Hôm nay cháu Khôi được tròn 12 tháng tuổi.
Hôm nay gia đình cũng được tổ chức ngày hôn nhân của cháu, cũng được sự trân trọng kính mời quý khách. Quý khách cũng dính thời gian đến như dự tiệc chung vui để chúc mừng cho cháu. Chúc cho cháu được dồi dào sức khỏe, mau lớn và thông minh, học giỏi. Gia đình xin trân trọng kính mời, kính chào quý khách. Cũng xin chứng cung quý khách dự tiệc xong về, chúc quý khách đêm nay trở về gia đình có một giấc ngủ thật là ngon. Cũng chúc quý khách ngày mai trở lại công việc, mỗi người mỗi việc, chúc quý khách gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc của mình. Hôm nay gia đình cũng xin chúc quý khách dự buổi tiệc hôm nay được ngon miệng và vui vẻ. Gia đình cũng xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào. Cha.
fuck. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know. What the fuck?
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever. Mm-hmm.